Việc giáo dục hành vi cho trẻ thì để mà đạt hiệu quả tốt nhất thì cần có sự kết hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa gia đình, nhà trường, giáo viên. Vậy thì anh có lời khuyên gì để các cái giáo viên của trẻ có thể là giúp trẻ cải thiện chứng bệnh này tốt nhất không ạ? Vâng, với các thầy cô giáo của các em tăng động giảm chú ý, mong các thầy cô phải luôn luôn bình tâm, không được phê phán trẻ trước lớp, không được so sánh trẻ với những trẻ khác ở trong lớp. Cố gắng động viên trẻ, khích lệ trẻ, giao công việc, giao trọng trách cho trẻ. Cố gắng nếu trẻ không may có những hành vi ứng xử sai thì cần phải gọi riêng trẻ để chia sẻ tâm sự. Tuyệt đối không làm to chuyện, tuyệt đối không có những vấn đề chỉ trích, nhước móc trẻ như con này con kia, để trẻ có sự phát triển ổn định nhất về mặt tâm lý nhân cách và có sự tin yêu trường lớp. Nhờ cái việc mà yêu trường, yêu lớp, yêu các bạn thì sẽ giúp trẻ thấy cái sự hiện diện của mình, thấy những cái hoạt động của mình ở trong đó có giá trị. Thì trên cơ sở đó trẻ sẽ kiểm soát tốt hơn cái vấn đề hành vi tăng động giảm chú ý của mình. Thưa anh thì có rất là nhiều trẻ tăng động giảm chú ý khi đến trường thì trẻ lại thể hiện cái thái độ chống đối. Ví dụ như là trẻ hay cãi lại lời cô giáo này, hay là trẻ cũng có thể là đánh đấm các bạn hoặc là trêu chọc các bạn ấy. Thì với những cái trường hợp như thế này thì mình có cái phương án nào để có thể là cải thiện tốt không ạ? Phương án để cải thiện tốt vấn đề này cho trẻ đó là sự kết hợp giữa việc điều trị hỗ trợ bằng thuốc cũng như là các thực phẩm hỗ trợ chức năng. Hai, thực phẩm chức năng để hỗ trợ hành vi cho trẻ. Hai là quá trình điều trị về mặt hành vi của những nhà chuyên môn cho trẻ. Trẻ cần phải nhận thức được và có tâm thế để thay đổi cái hành vi đấy. Cái thứ ba là tạo ra những cái điều kiện thuận lợi về cái hành vi tốt cho trẻ, để những hành vi tốt lặp lại đủ điều kiện hình thành nên một cái thói quen mới, một cái nếp mới thì nó sẽ thay đổi được những cái hành vi xấu của trẻ. Đồng thời song song với đấy thì giữa gia đình cũng như là giáo viên ở trên lớp phải bỏ qua những cái hành vi xấu trước đấy của trẻ, không được nhắc lại, không được bêu xấu lại, không được coi đó như là một cái biểu tượng vốn có của trẻ. Thì trên cơ sở đó mình cứ tập trung vào những cái hành vi tốt, tập trung vào những cái cách ứng xử tốt thì trẻ thấy là trẻ đang cố gắng và trẻ đang được ghi nhận từ cộng đồng, và đương nhiên nó sẽ củng cố cho hành vi của trẻ sẽ tốt hơn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Việc nuôi dạy trẻ tăng động giảm chú ý là cả một hành trình dài đầy gian nan vất vả. Và để giúp các bậc phụ huynh có thể dễ dàng hiểu rõ hơn trong việc chăm sóc, điều trị cho con, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo số 0971024304 hoặc 0962620043. Các chuyên gia luôn sẵn lòng hỗ trợ tư vấn giúp bạn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Egaruta, giải pháp thảo dược hỗ trợ hàng đầu dành cho trẻ tăng động giảm chú ý, giúp kiểm soát hành vi, giảm nghịch ngợm hiếu động, tăng khả năng tập trung chú ý, giúp cải thiện tốt về giấc ngủ, ngủ sâu giấc. Sản phẩm an toàn lành tính đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành.